xin chào các bạn trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo khoác len cho bé xinh xắn như thế này ha đây là toàn bộ xung quanh phần thân áo nè trên thân áo thì mình sẽ phối những cái họa tiết lỗ giúp cho phần thân áo của mình được thông thoáng hơn mẫu này nó có thể phù hợp cho cả mùa nóng lẫn mùa lạnh ha bên dưới phần lai thì mình có tạo họa tiết bèo nè giúp cho phần lai nó có điểm nhấn hơn và phần tay áo mình cũng làm dạng tay bèo ha tay ngắn với họa tiết bèo nè và mình sẽ làm form tay rộng nha Phần cổ thì nó sẽ hơi bo tròn lại Có cây nút ở chính giữa ha Các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông 125g Cũng như là kim 4.0mm để móc ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi, đây sẽ là điểm cần tăng và giảm size đầu tiên ha. Xác định cho mình cái số đo bề ngang vai ở size các bạn cần móc là bao nhiêu, sau đó móc lên cái xích đầu tiên bằng với số đo đó. Lưu ý là cái xích đầu tiên này các bạn sắp xếp cho nó là số lẻ nha. Đối với size này của mình sẽ móc lên tổng cộng là 35 mũi móc xích. Khi móc mũi móc xích các bạn nhớ lỏng tay chứ đừng móc quá chật tay nha. Sau khi đã có được 35 mũi móc xích ta có được cái bề ngang này bằng với bề ngang vai ở xa các bạn cần móc thì số đo ngang vai mình có để ở phần mô tả ha. Khi hoàn tất được cái xích này rồi nè. Và lưu ý cái xích này là số lẻ nha. Móc lên tiếp tục 3 mũi móc xích. Chân thứ 35 móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì tùy vào tay thở móc lỏng hay chật sử dụng chất len và kim khác nhau cho nên cái số mũi xích có thể khác nhau thì số mũi kép đơn nó cũng có thể khác nhau ha các bạn cứ sắp xếp cho mình làm sao cho cái số xích này nó là số lẻ là được sau khi đã móc được đến cuối hàng ta được một hàng mũi kép đơn như thế này thì được một hàng mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đó móc lại mình sẽ xen kẽ một hàng kép đơn và một hàng tạo khoảng trống ha. Thì hàng tạo khoảng trống chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, thì mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái chân móc kế bên, mình sẽ không móc vào chân kế bên nữa mà móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn, ta sẽ tạo ra được khoảng trống như thế này ha. Móc lên một xích, bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn. Đây, mình sẽ có họa tiết như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn lên một xích và làm tương tự cho đến hết thì ban đầu mình có nói cái số xích đầu tiên là số lẻ cho nên khi mà các bạn kết thúc hàng nè cái chân cuối cùng của mình cần móc nó sẽ là cái chân mà mình móc mũi kép đơn ha còn hai chân cuối cùng nè thì cái chân lẻ cuối cùng này mình sẽ móc mũi kép đơn như vậy là ta sẽ hoàn tất được hoàn móc tạo khoảng trống như thế này tiếp tục hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liên tục với nhau móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại nè thì lúc này mình sẽ có chân móc của mũi kép đơn sau đó là chân của mũi móc xích ha thì chân mũi đầu tiên móc một mũi kép đơn chân thứ hai sẽ là chân của mũi móc xích nè các bạn có thể móc cho mình vào khoảng trống này cũng được hoặc mình có thể móc vào cái chân móc của mũi móc xích cũng được ha thì ở đây mình sẽ móc vào cái chân của mũi móc xích nè cho nó đẹp cái mũi móc hơn ha những bạn nào mà tiện thì các bạn có thể móc vào khoảng trống cũng được. Sau đó tiếp tục chân của mũi kép đơn kế bên móc mũi kép đơn. Chân của mũi móc xích móc mũi kép đơn. Ta có thể móc vào khoảng trống cũng được ha. Thì móc vào khoảng trống nó sẽ nhanh hơn. Còn móc vào chân móc thì nó sẽ đẹp mũi móc hơn ha. Làm tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta được một hàng móc mũi kép đơn liên tục với nhau tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì phần thân áo của mình sẽ xen kẽ một hàng kép đơn và một hàng tạo khoảng trống hàng kế tiếp sẽ làm tương tự như hàng tạo khoảng trống bên trên chân đầu tiên một kép đơn lên một xích bỏ qua một chân móc móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn sau đó các bạn cứ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha lên một xích bỏ qua một chân chân kế tiếp móc mũi kép đơn móc cho đến cuối hàng, sau đó tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ như vậy nữa. Lúc này các bạn sẽ tiến hành canh sai ha. Đây sẽ là thân áo mà mình hoàn tất nè. Các bạn cần xác định cho mình chiều cao từ phần vai cho đến phần lai áo được bao nhiêu cm thì lúc này mình sẽ chia cái chiều cao đó ra làm hai phần. Một phần phía trên là mình tạo khoảng trống để mình luồn cánh tay, còn phần phía dưới thì mình móc cái phần thân liền ha. Đối với cái phần mà mình tạo khoảng cánh tay các bạn tiếp tục chia cho mình ra làm 3 phần thì mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc sao cho nó bằng 2 phần 3 so với tổng chiều cao của toàn bộ phần nách nha. Kích thước tương đương thì mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể dựa vào phần mô tả, sau đó mình móc theo kích thước cho phù hợp. Thì đây sẽ là cái phần thân mà mình hoàn tất nè. Nó đã đạt được cái chiều cao tầm khoảng 2 phần 3 so với chiều cao của phần nách rồi. Thì bây giờ mình sẽ tăng mũi để mình móc 1 phần 3 còn lại. Khi mà mình móc thêm nhiều hàng móc như vậy sắp xếp cho mình cái hàng cuối cùng của cái phần này nó sẽ là hàng kép đơn liên tục ha. Thì mình sẽ tăng mũi ở hàng mình tạo khoảng trống. Móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi kép đơn. Vào chân đầu tiên ha. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, móc lên một mũi móc xích ở các cái hàng móc tạo khoảng trống bên trên nè thay vì mình bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp thì lúc này ở hàng móc này mình tăng mũi nên các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào chân đầu tiên đó một mũi kép đơn ta sẽ tăng được 2 mũi ở đầu này ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn lên một xích và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi móc đến cuối hàng thì chân cuối cùng mình sẽ làm tương tự giống như chân đầu tiên ha tức là mình sẽ tăng mũi ở điểm đầu và điểm cuối hàng móc nè thì điểm cuối hàng móc tương tự như điểm đầu mình sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng một kép đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích và thêm một mũi kép đơn cũng vào cái chân móc đó luôn thì ở đầu bên này mình cũng tăng lên được hai mũi móc ha đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng kế tiếp sẽ là hàng mũi kép đơn liên tiếp nè thì đến hàng mũi kép đơn liên tiếp các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn mình đã có những cái chân móc cụ thể rồi ha. Cứ đâm kim vào chân của mũi kép đơn, móc mũi kép đơn. Chân của mũi móc xích, móc mũi móc xích hoặc là có thể đâm kim vào khoảng trống cũng được ha. Tùy vào sở thích mà các bạn có thể đâm kim vào chân móc cũng được hoặc là khoảng trống cũng được. Sau đó làm tương tự cho đến hết hàng. Những cái hàng tăng còn lại nó sẽ là 1 phần 3 của toàn bộ chiều cao phần nách ha thì các bạn cứ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được 1 phần 3 của cái chiều cao này và các bạn cứ tăng cho mình ở những cái hàng móc mà tạo khoảng trống nha còn những cái hàng móc mà móc mũi kép đơn liên tục thì mình không cần phải tăng các bạn có thể chừa cho mình khoảng tầm 1 cm đến 2 cm ở phần vai thì lúc này cái chiều cao mà mình có được ở cái phần thân sau đã sắp xỉ bằng được cái chiều cao của phần nách ở xa các bạn cần rồi ha thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trước ở sợi len thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút để mình cố định lại được cái đường móc ha. Tạo một nút nè. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi các bạn sẽ đưa cho mình vào cái thân sau ha. Mình sẽ chọn một mặt là mặt phải của sản phẩm Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mặt mà có cái hàng móc mũi kép đơn liên tục là mặt phải Đây là mặt phải của cái hàng kép đơn liên tục này thì mình sẽ chọn đây là mặt phải ha các bạn sẽ chia cho mình cái phần vai ra làm 4 phần. Khi có được 4 phần rồi ha, mình sẽ chọn một phần bên này và một phần ở bên này để mình tạo cái phần vai. Còn hai phần chính giữa thì mình sẽ tạo cổ áo ha. Khi có được một nút rồi các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái phần vai bên này. Đây. Còn bên này ha, Ví dụ mà các bạn à, móc mặt phải này thì các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi móc của một phần đó, mình sẽ đâm kim từ trong ra. Còn bên này thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào ha. Kéo nút qua chân móc nè. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc mà mình vừa chia được ha. Lưu ý các bạn cũng có thể sắp xếp cho mình cái số chân móc nó là cái số lẻ nha. Mình sẽ có nè, 9 mũi kép đơn ha, kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu, kép đơn thứ bảy, kép đơn thứ tám và kép đơn thứ chín. Mình có thể chọn chân móc tương đương thôi chứ không có cần phải quá chính xác. Đây sẽ là cái độ rộng của phần vai nha. Mặt phải của cái hàng kép đơn mà mình vừa móc nó cũng nằm ở mặt phải ở cái phần thân dưới luôn ha. Của các hàng mũi kép đơn liên tục này để móc cái phần vai kế tiếp này cho cái mặt phải của hàng đó nó cùng với mặt phải của phần thân sau luôn thì mình sẽ đếm cái số mũi móc từ bên ngoài vào và mình bắt đầu móc từ cái điểm này ra ha khi đã hoàn tất được hàng đầu tiên rồi tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo và mình cũng móc xen kẽ một hàng tạo khoảng trống và một hàng có các mũi kép đơn liên tiếp ha quay ngược đầu móc nè thì chân đầu tiên móc một kép đơn sau đó tạo khoảng trống tương tự như cái hàng bên dưới chân đầu tiên một kép đơn sau đó lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân, chân kế tiếp móc mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, ta sắp xếp cho nó là số lẻ nè, thì kết thúc cũng là mũi kép đơn luôn ha. Lên hai mũi xích, sau đó làm tương tự cho các hàng móc kế tiếp. cứ một hàng mũi kép đơn thì xen kẽ sẽ là một hàng tạo khoảng trống. Các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được cái chiều cao ha. Đây sẽ là sơ đồ của phần thân trước nè. Phần thân trước chiều cao của toàn bộ phần nách các bạn sẽ chia đôi cho mình ra Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình gặp lại nó đạt được một nửa so với chiều cao của phần nách là được Thì lúc này khi mình đã móc thêm nhiều hàng móc rồi ta sẽ gặp cái phần thân này lại Các bạn có thể chừa cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc ở bên trên Để mình gặp lại tạo cái phần vai bên trên ha Mình có thể chừa khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng thì khi gặp lại như vậy nè, các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được một nửa so với tổng chiều cao của toàn bộ phần nách. Đây là chiều cao của toàn bộ phần nách nè. Thì móc thêm nhiều hàng móc ha, trừ khoảng tầm 1 đến 2 cm ở bên trên thì mình móc được một nửa của phần nách rồi. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành nè, tăng mũi để mình móc cái phần thân dưới. Lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm ở hướng về phía cổ nè. Thế từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích bằng một nửa so với cái phần ngang cổ ở đây. Đây, ở đây mình có 4 phần thì các bạn sẽ móc cho mình một phần ha. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích là 9 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì lúc này khi mà mình cộng ở cái xích đầu tiên này với lại cái phần vai, mình sẽ ra là số chẵn ha. 9 cộng 9 là 18 là số chẵn. Các bạn có thể cộng cho mình thêm một mũi hoặc là trừ bớt đi một mũi để khi mà mình cộng lại cái xích này với mũi kép đơn đó nó sẽ ra là số lẻ ha. Sau đó tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Chân đầu tiên đó móc một mũi kép đơn. Hàng này là hàng tạo khoảng trống nè, do cái phần thân này mình móc kép đơn liền rồi thì bây giờ mình sẽ tạo khoảng trống ha. Thì cứ tạo khoảng trống móc lên một xích, bỏ qua một chân, chân kế tiếp móc mũi kép đơn. Lên một xích và làm tương tự cho đến hết hàng. Sau khi móc tạo khoảng trống ở cái đoạn xích đầu tiên rồi nè Cộng với cái phần kép đơn bên này Thì lúc này cái chân móc kế này nè Nó sẽ là cái chân cuối cùng của hàng xích Thì cái chân kế tiếp của mình sẽ là chân của mũi kép đơn ha Đây mình sẽ tạo khoảng trống đủ để mình có thể kết thúc hàng sau khi tạo khoảng trống được đến cuối hàng móc tiếp tục móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại mình tiếp tục móc thêm cái hàng móc kép đơn liên tục với nhau sau đó tạo một hàng khoảng trống và một hàng kép đơn. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân áo lại. Chừa khoảng tầm 1 đến 2 cm ở phần vai ha. Thì khi mà mình nối nó sẽ bằng một nửa so với tổng chiều cao của toàn bộ phần nách rồi nè. Các bạn cứ móc thêm cho mình xen kẽ một hàng kép đơn liên tục và một hàng tạo khoảng trống. Cho đến khi cái chiều cao này mình đạt được sắp xỉ đến cái hàng móc mà mình tăng mũi ở phần vai rồi thì các bạn tiếp tục tăng mũi khi mà mình móc từ phần nách đi qua thì nhớ tăng mũi cho mình ở phía nách còn khi mà mình móc từ phần cổ áo đi vào thì mình sẽ không tăng mũi ha ở đây mình sẽ nói luôn cái trường hợp thứ hai khi các bạn móc thêm nhiều hàng móc ở cái phần vai đi xuống nè thì khi cái điểm kết thúc của mình nó nằm ở phần nách thì các bạn sẽ cắt lên cắt len rồi tiếp tục tạo một nút để mình à, à, móc cái phần à, cổ ha khi tạo được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào đầu còn lại ở bên trong Tức là cái đầu sát với cái phần cổ nè Kéo cái nút vừa tạo qua Sau đó móc lên một dây móc xích Và cái dây móc xích này nó sẽ bằng với lại cái dây móc xích của cái phần thân mà mình nối bên này ha Móc lên 9 mũi nè Sau đó tiếp tục thêm một mũi nữa để cộng lại Tổng số này nó sẽ là số lẻ móc lên 3 mũi móc xích sau đó tiếp tục móc cho mình tạo khoảng trống ở cái hàng này và xen kẽ sẽ là hàng kép đơn liên tục hàng tạo khoảng trống ha như vậy là mình sẽ có được cái khoảng trống của phần cổ áo rồi ha mình tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các bạn sẽ để ý cho mình ha cái phần thân mà mình hoàn tất ở đây nè thì trừ khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc phần thân trên để mình tạo phần vai mình móc thêm nhiều hàng móc nè khi các bạn gặp lại chưa khoảng tầm 1 cho đến 2 cm bên trên ha. Móc cái phần thân trên này bằng một nửa so với chiều cao của phần nách. Sau đó nửa còn lại thì mình sẽ móc phần thân dưới. Thân dưới này thì cứ móc liên tục cho đến khi mình chạm được cái điểm mà mình tăng mũi ở phần nách phía sau. Thì lúc này các bạn cũng tăng mũi cho mình ở cái hàng mà mình móc phần nách. Khi tăng mũi thì nhớ chỉ tăng ở những cái hàng móc tạo khoảng trống thôi ha. Còn cái hàng mũi kép đơn thì mình sẽ móc bình thường. Còn khi mà các bạn móc từ cái phần cổ đi vào thì mình sẽ không tăng mũi ha Mình cứ móc đều từ phần cổ đi vào Và ta chỉ tăng mũi ở cái phần nách cho đến khi mình đạt được chiều cao của toàn bộ phần nách là được Sau đó mình sẽ tiến hành nối lại để mình móc cái phần thân dưới Thì đây sẽ là cái phần thân trên mà mình vừa hoàn tất nè Tạo ra một cái cổ áo hơi vuông như thế này Điểm cần tăng giảm size kế tiếp các bạn xác định cho mình số đo vòng ngực ở xa các bạn cần móc là bao nhiêu Sau đó mình sẽ lấy một nửa đó Các bạn sẽ đo cho mình ở cái điểm nối này thì khi mà mình đo nè cái kích thước bề ngang này nó đang nhỏ hơn so với một nửa của số đo vòng ngực Các bạn sẽ lấy cho mình chính xác số đo vòng ngực luôn nè Đây, khi lấy chính xác thì nó sẽ vô ra một đoạn ở bên này và một đoạn bên này ha khi nối nách các bạn sẽ móc cho mình cái xích làm sao cho ta gặp đôi lại nó sẽ bằng được cái kích thước mà mình thiếu ở đây thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nối ha và ở đây cũng có thêm một lưu ý khi các bạn móc cho mình phần thân sau cũng như hai bên thân trước sắp xếp cho mình cái hàng cuối cùng sẽ là hàng có các cái mũi kép đơn liên tiếp với nhau ha sau đó tiếp tục hàng nối mình sẽ tạo cái khoảng trống thì từ điểm kết thúc này các bạn tiếp tục tạo cho mình cái hàng khoảng trống nè Lúc này mình đang móc từ phần cổ đi qua ha. Thì từ phần cổ lai cài nút đi qua nè, mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Cứ móc cho mình chân đầu tiên mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng trống, bỏ qua một chân, chân kế tiếp mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho đến hết cái phần thân trước. Sau khi móc đến cuối hàng của phần thân trước rồi nè. Phần thân trước của mình lúc này đang là hàng móc tạo những cái khoảng trống. Thì phân tạo khoảng trống này các bạn cũng tăng mũi cho mình ở cái điểm cuối cùng. Thì tăng mũi các bạn móc cho mình vào chân cuối cùng một kép, một xích và một kép ha. Sau khi hoàn tất được cái thân trước rồi thì bây giờ mình sẽ nối nách. Các bạn sẽ móc cho mình lên một dây móc xích sao cho khi mình nối với cái phần thân sau. Đoạn xích này khi mà mình gặp lại nó sẽ bằng với cái số đo mà mình chừa ra ở phần thân hông ha. Mình sẽ móc lên tầm khoảng 7 mũi móc xích cho size này. 1 2 3 4 5 6 7 Khi có được cái dây móc xích này rồi mình sẽ nối với cái phần thân sau. Thì phần thân sau lúc này kết thúc của mình cũng là hàng kép đơn liên tục. Thì hàng kế tiếp cũng là hàng tạo khoảng trống như là cái phần thân trước ha. Thì hàng tạo khoảng trống mình cũng tăng mũi ở cái vị trí này. Móc vào cái chân đầu tiên một kép. Một xích và một kép. Như vậy là mình đã nối được cái phần nách ha, tạo khoảng trống để mình có thể luôn cánh tay. Các chân móc kế tiếp tiếp tục tạo cho mình những cái khoảng trống tương tự. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và tạo cái phần nách còn lại. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ như vậy nữa. Ở đây mình đã móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ, một hàng tạo khoảng trống và một hàng có các cái mũi kép đơn liên tục với nhau nè. Móc cho mình thêm nhiều hàng móc xen kẽ cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân áo từ phần vai cho đến hàng mình móc cuối cùng nè nó sắp xỉ bằng đến cái phần thân hông rồi còn chưa một đoạn để mình tạo cái phần bèo ha đoạn này thì mình sẽ cắt len sau đó mình móc cái phần bèo ha ở đây mình có một lưu ý đối với những bạn nào mà khi móc cái phần thân áo á muốn cho cái phần thân áo ở bên trên nó có cái độ xòe nhiều hơn thì ở cái phần nách nè thẳng với cái phần nách các bạn sẽ chọn cho mình những cái hàng móc mà mình tạo khoảng trống chọn một chân móc bất kỳ để mình tăng mũi ha thì tăng mũi tức là móc vào một cái chân móc bất kỳ đó một kép một xích và một kép để mình tăng mũi nè hàng móc các cái mũi kép đơn liên tiếp thì mình sẽ không tăng mũi chỉ chọn những cái hàng móc mà có những cái khoảng trống như thế này thì mình sẽ tăng mũi ha chọn những cái phần tăng mũi thẳng hoàng với cái phần nách sau đó làm tương tự cho phần nách còn lại cũng vậy ha mỗi hàng móc ta cứ tăng ở hai chân bất kỳ thẳng với phần nách thì như vậy cái phần thân áo của mình nó sẽ có cái độ xòe nhiều hơn ha bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo bên dưới các bạn tạo cho mình một nút Di chuyển kim đến cái phần lai áo ở phía dưới Chọn cho mình một cái mặt là mặt phải của sản phẩm nè Thì mặt phải là cái mặt mà ta có những cái hàng mũi kép đơn liên tiếp là mặt phải ha Đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1, 2 và 3 Đâm kim vào cái chân ta vừa móc đó, móc một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích để tạo cái phần bèo thì cách làm tương tự giống như các cái hàng mà mình tạo khoảng trống nè nhưng mà lúc này mình sẽ không cách chân móc ha các bạn sẽ móc liên tiếp luôn cho mình vào các cái chân móc lên một mũi móc xích nè chân kế bên thay vì mình bỏ qua ha các bạn sẽ móc luôn vào chân kế bên một kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục chân kế tiếp cũng móc mũi kép đơn ha ta sẽ không cách chân móc nha các bạn cứ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng Thì cái số mũi móc ở hàng này nó sẽ tăng gấp đôi so với cái hàng mà mình móc ở bên trên nhé Nó giúp cho cái phần thân áo của mình nó sẽ tạo cái độ bèo ở bên dưới Đây, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng thì phần lai bèo của mình lúc này nó sẽ có cái độ xoắn nhiều nè. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Ta quay ngược đầu móc lại, ở đây mình sẽ có hai cách để móc cái phần bèo ha các bạn có thể đâm kim vào những cái chân móc của mũi kép đơn hoặc là mình cũng có thể đâm kim vào khoảng trống giữa hai cái mũi kép đơn ha và những cái khoảng trống như thế này thì khi móc vào khoảng trống nó sẽ nhanh hơn là khi mà mình móc vào chân móc ha móc vào khoảng trống đầu tiên một kép đơn nè ba mũi xích này được tính là một mũi rồi ha thì kết thúc hàng các bạn cũng đâm kim vào chính giữa của ba mũi xích với mũi kép đơn đó lên một xích đâm kim vào khoảng kế bên móc một kép đơn lên một xích khoảng kế tiếp móc một kép đơn sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần bèo của mình nó bèo nhiều hơn á thì các bạn có thể chọn cho mình một vài cái khoảng trống mình sẽ móc vào một vài khoảng trống đó một kép một xích và tiếp tục một kép cũng vào khoảng trống đó luôn thì ta cũng tăng lên được cái độ rộng cho phần bèo của mình nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ dài của phần bèo và đạt được tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo ha độ rộng của phần bèo thì tùy vào sở thích của mỗi người các bạn có thể tăng nhiều hoặc là ít mũi hơn ha cứ móc cho mình vào mỗi khoảng trống là một mũi kép đơn lên một xích và khoảng trống kế tiếp móc một kép đơn nếu mà thích tăng mũi nữa thì cứ mỗi khoảng trống ta sẽ móc một kép một xích và một kép ha tương tự cho đến cuối hàng sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc tạo cái độ bèo cho phần lai áo thì mình sẽ đạt được cái chiều cao từ phần vai áo cho đến cái hàng bèo mà mình móc cuối cùng bằng với chiều cao của toàn bộ phần thân áo rồi ha. Chiều dài của toàn bộ phần thân áo thì tùy vào sở thích của mỗi người, các bạn có thể móc dài hơn hoặc là ngắn hơn tùy thích. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ cái phần thân áo. Mình sẽ viền ở phần lai cài nút trước ha. Móc lên một mũi móc xích. Để ý cho mình ở cái hàng móc mà mình viền, ta sẽ có các cái thân của mũi kép đơn. Sau đó chân móc, thân của mũi kép đơn, chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có những cái chân móc liên tiếp thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc nha đây chân móc đầu tiên là chân của mũi kép đơn nè móc một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến các cái chân móc mà ta móc mũi kép đơn á không móc vào thân chân móc nha mỗi chân móc như vậy mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn nè thì như vậy cái phần viên của mình nó sẽ đẹp hơn ha móc tương tự cho mình cho các chân còn lại các bạn sẽ viền cho mình cho đến cái chân móc của phần cổ bên trên Khi viền lại được cái phần cài nút đầu tiên rồi Đến cái phần cổ bên trên nè Thì chân móc cuối cùng của phần cổ này Cũng móc cho mình một mũi móc đơn Mình sẽ di chuyển kim đến cái hàng móc ở phần cổ Mình sẽ viền ở phần cổ ha Thì cái chân mà mình vừa móc cuối cùng đó Móc tiếp thêm hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nữa Để mình tạo góc cho cái phần cổ thì như vậy là chân này mình sẽ có được 3 mũi móc đơn tạo góc Đến cái phần cổ nè Thì lúc này mình sẽ có những cái khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn Các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào khoảng trống Sau đó là chân móc, khoảng trống và chân móc ha Mỗi khoảng như vậy mình sẽ móc một móc đơn Chân móc mình cũng móc một móc đơn Viên tương tự cho mình cho đến cái phần góc Đến điểm giao nhau giữa phần vai đi xuống và phần cổ, ngang cổ nè Thì những bạn nào mà thích làm cổ vuông Các bạn cứ đâm kim cho mình vào từng cái khoảng, từng cái chân móc Mỗi chân như vậy mình sẽ móc một mũi móc đơn Còn đối với những bạn nào mà thích cái phần cổ của mình nó có cái độ bo tròn nhiều hơn á Thì các bạn sẽ chụm mũi cho mình ở cái góc này Mình sẽ chụm ở cái chân của mũi kép đơn, khoảng trống Chân móc của điểm giao và cái chân móc đầu tiên của phần vai ha các bạn sẽ chụm mũi cho mình như sau Ta đâm kim vào chân của cái mũi ta móc mũi kép đơn đó trước Sau đó kéo len qua Điểm thứ hai thì mình sẽ nâng cao cái chiều cao của mũi móc Lấy len sau đó đâm kim vào khoảng trống Kéo lên và kéo qua hai đường trên kim Tiếp tục lấy len Đâm kim vào chân móc điểm giao Kéo lên, kéo qua hai đường trên kim Tiếp tục hạ cái độ cao của mũi móc Ta sẽ không lấy len nữa mà đâm kim vào chân móc của cái phần vai Đâm kim, kéo lên. Trên kim lúc này nó sẽ có tổng cộng là 5 cái đường móc. Kéo ra hết 5 đường móc trên kim. Như vậy là mình sẽ tạo được một cái độ bo hơi tròn lại ở phần cổ ha. Các chân kế tiếp nè. Thì cái chân mà mình vừa móc này, mình đang móc được một mũi, tiếp tục móc vào chân đó thêm một mũi móc đơn nữa. Di chuyển kim đến các chân móc bên này, mỗi chân móc 2 mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào chân móc chứ không móc vào thân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái điểm giao. khi móc đến cái điểm giao ở phần vai với phần thân sau nè thì cái chân móc điểm giao đó cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó lần lượt đâm kim vào các cái chân móc ở phần thân sau, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viên tương tự cho đến hết cái phần thân sau, đến điểm giao giữa thân sau với vai thì ở đây mình cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự bo tròn lại cho mình ở cái phần cổ này. Đến phần bo tròn cổ này nè, mình cũng làm tương tự ha như cái góc đầu tiên bên này móc một mũi móc đơn vào chân móc đó trước sau đó đâm kim kéo lên kéo qua hai đường tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân điểm giao kéo lên kéo qua hai đường lấy lên đâm kim vào khoảng trống kéo lên kéo qua hai đường sau đó cái mũi cuối cùng hạ chiều cao đâm kim vào chân móc của cái mũi ta móc mũi kép đơn ha, kéo lên sau đó kéo qua hết năm đường trên kim. Ta cũng bo tròn lại được cái góc này ha. Các chân còn lại thì cứ mỗi chân móc hoặc là mỗi khoảng trống cứ móc một mũi móc đơn. Móc cho đến cái phần góc này thì móc ba mũi móc đơn. Sau đó mình viền tương tự cho đến hết phần lai. Sau khi viền cho mình được đến cái phần lai phía dưới nè phần lai bèo thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Lúc này các bạn sẽ tiếp tục viền cho mình ở cái phần thân phía dưới này. Mình sẽ tạo được những cái đường gợn sóng phía dưới ha, móc lên hai mũi xích. Chân ta vừa móc mũi móc đơn đó, móc vào đó một mũi kép đơn. Di chuyển kim đến khoảng trống kế bên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Khoảng trống ta vừa đâm kim đó, móc tiếp một mũi kép đơn. Sau đó đâm kim vào khoảng trống kế bên móc một mũi dời Đối với những bạn nào mà muốn cho phần bèo của mình nó bèo nhiều á, thì cứ mỗi khoảng trống như vậy mình móc một mũi dời lên hai xích một mũi kép đơn cũng vào khoảng trống đó luôn Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến khoảng kế tiếp ha Thì mình sẽ tạo ra được cái phần viền bèo với cái độ bèo nhiều hơn nè Hoặc là cách thứ hai đối với những bạn nào mà muốn làm cho cái phần bèo của mình nó bèo vừa phải thôi Nó không có bị nhúng quá các bạn cứ cách khoảng cho mình ha bỏ qua một khoảng đâm kim vào khoảng kế tiếp móc một dời hai xích và một kép tiếp tục bỏ qua khoảng kế bên móc vào khoảng kế tiếp một dời hai xích và một kép sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần bèo này ta sẽ có được phần viên như thế này ha lên hai mũi xích khoảng trống ta vừa đâm kim móc một kép Bỏ qua một khoảng trống móc vào khoảng kế tiếp một giờ Làm tương tự đến hết hàng Sau khi viên cho mình được hết cái phần bèo lai ở bên dưới rồi nè Thì tiếp tục đến cái phần thân ở bên trên Móc lên một xích Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi Mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cái phần cổ áo phần cổ mình có 3 mũi móc đơn móc vào cùng chân móc thì móc cho mình đến cái chân nằm chính giữa nha 3 mũi móc đơn vào cùng chân móc này thì móc vào chân chính giữa một mũi móc đơn sau đó kế tiếp mình sẽ viền bèo ở cái phần cổ áo thì viền bèo ở phần cổ áo các bạn sẽ tạo tương tự giống như bèo ở phần lai bên dưới móc lên hai mũi móc xích chân đầu tiên móc một kép đơn ở phần lai bèo ở bên dưới á, mình bỏ qua khoảng trống còn ở cái phần cổ áo thì các bạn bỏ qua cho mình hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi dời lên hai mũi xích móc vào chân đó một kép đơn tiếp sau đó bỏ qua hai chân móc thay vì là khoảng trống như phần lai hả bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một dời làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết phần cổ áo Khi viền được đến cái chân móc đầu tiên của cái phần cài nút bên này nè Thì lúc này mình đang viền từ trên phần cổ xuống đến phần lai Từ đây các bạn sẽ tạo cho mình những cái khoảng trống để mình có thể cài nút ha Chân cuối cùng đó móc một mũi móc đơn từ đây ha, tùy vào size nút mà các bạn sử dụng, móc lên cho mình một chai móc xích sao cho nó vừa với lại cái phần nút. Khi mà mình luồn cái phần nút đó vào thì nó sẽ vừa ha. Ở đây mình sẽ móc lên hai mũi móc xích tương đương với nút 2 cm. Bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta sẽ tạo ra được một cái khoảng để mình có thể luồn nút vào nè phần này các bạn có thể điều chỉnh tùy vào nút ha từ cái khoảng trống cài nút này đến khoảng trống kế tiếp các bạn có thể sắp xếp cho mình nó cách nhau khoảng tầm bao nhiêu mũi ha tùy vào cái số nút mà các bạn muốn phối ở đây mình sẽ cách nhau tầm khoảng 10 mũi móc đơn móc đơn thứ năm nè móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám móc đơn thứ chín và mũi móc đơn thứ 10. Khi có được 10 mũi móc đơn tạo khoảng cách giữa hai khoảng cài nút rồi thì móc lên hai mũi móc xích. Các bạn sẽ tạo một khoảng tương tự ha. Bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta sẽ có được khoảng trống cài nút thứ hai. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. sau khi đã hoàn tất cho mình được những cái khoảng trống cài nút rồi thì móc lên một xích sau đó cắt len ta vừa viền được toàn bộ phần thân áo rồi thì cái hàng cuối cùng các bạn sẽ viền cho mình thêm một hàng viền ở cái phần lai mà mình cài nút nè để cho những cái khoảng trống cài nút của mình nó lộ rõ hơn ha các bạn đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên ở phần trên đây từ cái phần cổ đi xuống nha đưa cái sợi len ra phía sau nè đâm kim vào cái chân móc đầu tiên kéo sợi lên qua chân móc. Móc lên một xích. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cái khoảng mà mình tạo để cài nút. Thì để giúp cho cái khoảng cài nút của mình nó lộ rõ hơn thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ móc luôn cho mình vào khoảng trống hai mũi móc đơn thay thế cho hai mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến các chân phía ngoài, mỗi chân móc một mũi móc đơn thì cái khoảng trống cài nút của mình nó sẽ lộ rõ hơn ha các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến cuối hàng đến cái khoảng trống mà mình cài nút nè cũng móc vào cái khoảng trống đó luôn hai mũi móc đơn sau đó tiếp tục làm tương tự cho đến hết móc đến cuối hàng móc lên một xích sau đó cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha thì như vậy là cái phần cài nút của mình nó sẽ hoàn tất như thế này Sau khi hoàn tất cho mình được toàn bộ phần viền của thân áo rồi Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình viền ở tay áo Tay áo mình cũng tạo cái độ bèo như thế này ha Thì hàng đầu tiên của phần tay áo các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn Tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Ta chọn một chân móc bất kỳ ở phần cánh tay nè mình cũng có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau nha Chọn cho mình một chân móc bất kỳ Đâm kim vào chân móc Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Lần lượt đâm kim vào các chân móc, mỗi chân móc hai mũi móc đơn Ta sẽ không móc vào thân chân móc nha Cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Mỗi chân móc như vậy mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc khi mà mình viền ở cánh tay đến cái phần nách ở phía dưới nè Thì phần nách ở phía dưới nó đã có những cái chân móc cụ thể rồi Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của điểm giao giữa phần thân trên với phần thân dưới Đây là chân móc điểm giao ha, móc vào đó một mũi móc đơn Các chân kế tiếp đã có những chân móc liên tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn Đến cái chân móc của điểm giao thì chân của điểm giao đó tiếp tục móc thêm một mũi móc đơn Sau đó làm tương tự viền cho mình cho đến cuối hàng Ta sẽ hoàn tất được hàng viền đầu tiên cho phần cánh tay Đến hàng móc kế tiếp thì ở đây mình có viền một cánh tay tương tự rồi nè Hàng kế tiếp thì các bạn sẽ viền tương tự như hàng đầu tiên mà mình tạo bèo ở bên dưới Tức là mỗi chân móc móc một kép đơn và cách nhau là một mũi móc xích Khi hoàn tất được cái hàng tăng mũi đó rồi, hàng kế tiếp móc bình thường ha Mỗi khoảng trống móc một mũi kép đơn và cách nhau là một xích tùy vào cái độ rộng của phần bèo cánh tay mà các bạn có thể tăng cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự đến điểm kết thúc của phần cánh tay thì mình cũng tạo họa tiết gợn sóng giống như là cái phần lai bên dưới ha cả cái họa tiết gợn sóng như thế này ta sẽ hoàn tất được cái phần viền bèo ở cánh tay khi mình làm tương tự cho hai cánh tay còn lại thì ta sẽ hoàn tất được cái phần cánh tay với họa tiết bèo xinh xắn như thế này hoàn tất rồi thì ở cái mặt đối diện với cái khoảng mà mình tạo cài nút nè thì mặt đối diện các bạn sẽ khâu cho mình những cái hạt nút tương đương với những cái khoảng đó mình sẽ cài lại ở đây ha cài cho mình cho đến hết phần bèo luôn ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu áo họa tiết bèo xinh xắn như thế này mẫu này các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công